Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, chuyên về đầu tư, đầu tư duy hay nhất tại Việt Nam. Cái video này dành cho những cái bạn đang nghiên cứu ra bán một cái sản phẩm nào đó hay là một cái dịch vụ nào đó. Thì mình sẽ kể cho bạn một cái câu chuyện nho nhỏ mà để bạn suy nghĩ để cái mặt hàng nào hay là một cái dịch vụ nào bạn nên bán. Trước đây ở bên Mỹ nó có, trong lịch sử nó có một cái thời gian là nó gọi là Gold Rush, là một thời gian là nguyên bao nhiêu cái tiểu bang của Mỹ luôn, 50 mấy cái tiểu bang của Mỹ đều đi tới California, là tiểu bang Cali á, để đào vàng. Rất là nhiều người bỏ bán tài sản, bán nhà, bán cửa để mua máy móc, chủ yếu ta đợi tới Cali để đào vàng thôi. Ok, đào vàng rất là nhiều luôn, nghe cả nghe cả triệu người tới Cali để đào vàng, nhưng mà chỉ có 1% nho nhỏ đào được vàng và thành công và trở thành những người rất là giàu có. 1% nho nhỏ thôi, còn cái phần trăm khác là thất bại hết. Ok, bán hết của cải rồi, cuối cùng bây giờ tay trắng không biết đi làm gì hết, bây giờ phải đi làm công bắt đầu lại. Nhưng cái câu chuyện đó, cái người thành công thứ hai trong cái vụ mà đi đào vàng đó là những cái người không phải là đi đào vàng. Cái người thành công thứ hai á là những cái người bán những cây sẻng để múc đất á, để đi đào vàng. Bán những cây sẻng để đi đào vàng thì bạn phải suy nghĩ ngay bây giờ cái trend của mình là gì. Là cho một ví dụ là cái trend của mình ngay bây giờ là ai cũng muốn sử dụng iPhone hết. Ai cũng muốn sử dụng iPhone hết, đúng không? Để chứng tỏ mình, đúng không? Có vai cấp trong xã hội thì bạn phải nghiên cứu một mặt hàng nào bán kèm với iPhone. Thì giống như là bạn đang đi bán cây sẻng để đào đất lúc mà nó đang có cái gọi là đào vàng, cái lúc mà người ta tranh đấu nhau đi đào vàng. Thì đó là một cái suy nghĩ bạn nên suy nghĩ, là bây giờ cái trend là gì. Rồi trả lời được cái câu hỏi đó, rồi mình đặt ra câu hỏi thứ hai là bây giờ mình bán một mặt hàng nào đó để phục vụ cho cái trend đó. Vậy thôi. Bạn trả lời được câu hỏi thứ hai mà cái sản phẩm bạn tốt thì bạn trở thành người giàu có. Xin chào mọi người. Mưa, mưa.